những bước đầu tiên để tham gia chơi confetti. Hãy nhấn theo dõi chúng tôi trên Facebook Confetti Việt Nam, cập nhật phiên bản Facebook mới nhất. Internet rất quan trọng để giữ kết nối trong suốt quá trình chơi, cho nên hãy chắc chắn bạn đang truy cập bằng hệ thống Wi-Fi ổn định và mạnh nhất. Confetti chỉ có thể chơi được trên điện thoại di động và máy tính bảng. Khi tôi tham gia chơi Confetti, tôi lúc nào cũng bỏ lỡ câu hỏi đầu tiên. Tôi có thể làm gì để có thể tham gia chơi đúng giờ? Hãy bật chế độ thông báo trên trang Facebook Confetti, nhấn vào ô những lời nhắc nhở trên liên kết trực tiếp trong Confetti. Sẵn sàng chưa? Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Confetti với khung giờ quen thuộc, đó chính là 21 giờ vào ngày thứ hai, 5, 6, 7 và chủ nhật hàng tuần. Chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Ngày hôm nay là thứ bảy cuối tuần, mọi người đang làm gì đó? Và quan trọng hơn hết là thứ bảy là ngày của những chủ đề, mọi người nhớ không? Vậy chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì đây?
Nhìn trang phục của Gil, mọi người có đoán được không? Hôm nay Gil đã hóa thân thành một nhân vật rất là đặc biệt. Nhân vật này sẽ mang lại khá nhiều điều bất ngờ đây. Đó chính là người bán vé. Dạ, hôm nay em bán vé phim. Bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chủ đề điện ảnh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá thêm những kiến thức về những bộ phim kinh điển nha. Mọi người nhớ follow, like và share thông tin trên trang Confetti Việt Nam và fanpage chính thức của Confetti để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào từ chương trình hết. Và như mọi ngày, bây giờ sẽ là lúc để chúng ta khám phá manh mối. Các bạn đã kịp xem manh mối chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng xem video giải mã manh mối nha. Ây chà, chàng trai này là ai đây? Một nhân vật bí hiểm. À, thảm đỏ và camera. Chắc chắn là phóng viên rồi. Ồ, chính xác. Là chắc là một cô nàng người nổi tiếng, celebrity. Ê, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ấy à, wow, hình ảnh này quá quen thuộc đúng không mọi người ơi? Với chủ đề là điện ảnh và mọi người vừa được xem một đoạn video vừa rồi á, thì chắc chắn mọi người cũng đoán ra được là liên quan đến phim gì đúng không nào? Ngày bây giờ mọi người nhớ tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến manh mối nha. Và nhớ là mọi người ơi, mọi người có thể nhiều khi cập vào cái video manh mối trên Facebook của trang Confetti á. Có các bạn á, khi mà xem manh mối xong là có thể đoán được và comment ở dưới chia sẻ cho mọi người luôn. Mọi người có thể tham khảo ở đó. Bởi vì bất kỳ điều gì liên quan cũng có thể là đáp án của một trong số 10 câu hỏi ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là thời điểm công bố giải thưởng. Thứ bảy chúng ta sẽ có giải thưởng là 6.000 đô la tương ứng với 140 triệu đồng. Chào mừng mọi người, hôm nay là chúng ta đã được bước vào kỳ nghỉ lễ dài 3-4 ngày rồi đúng không nào? Các bạn đã có dự định đi đâu chưa? Có gì chia sẻ cho Gil và Confetti biết nha. Gil nghe nói là đợt này vẫn còn bão khá mạnh ở một vài nơi, cho nên các bạn có đi đâu thì cũng nhớ kiểm tra kỹ thông tin, dự báo thời tiết nè, để chuyến đi của mình thật là an toàn và trọn vẹn. Và không biết là mọi người đã vào đông đủ chưa? Bởi vì ngay bây giờ Gil có một thông báo rất là quan trọng cho mọi người đó mọi người ơi. Hãy tranh thủ mời gọi thêm bạn bè của mình vào nha. Những bạn nào là fan của Confetti nè, tranh thủ lên. Bởi vì ngay bây giờ kêu có một thông báo rất là quan trọng. Đó chính là do sự ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cộng với sự cố về cáp quang AAG, cho nên đường truyền của Confetti như vậy mà cũng bị ảnh hưởng theo. Chính vì vậy, Confetti quyết định sẽ dời giải thưởng 50.000 đô la vào ngày 2 tháng 9 sang ngày 15 tháng 9 để mọi người có thể dễ dàng chinh phục được giải thưởng hơn. Mong cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Confetti nha. Mọi người ơi, hãy lấy cái lịch mà hôm bữa mình note ra thay đổi lại ngày nha. Từ 2 tháng 9 sang ngày 15 tháng 9 nào. Bởi vì dạo gần đây á, lắc quá trời đúng không? Mạng lắc quá, chơi không được, nghe cũng không xong. Mà giải thưởng lớn như vậy thì không thể bỏ lỡ. Confetti thấu hiểu lắm, cho nên đã dời ngày cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng chinh phục giải thưởng hơn. Và mọi người ơi, dù mọi người có đi chơi lễ ở đâu đi chăng nữa thì cũng đừng quên hẹn với Confetti nha. Cứ 9 giờ tối là chúng ta sẽ cùng tranh thủ ngồi nghỉ ngơi chút xíu, mở 3G lên, kết nối wifi và trả lời câu hỏi. Có khi lại giành được giải thưởng, như vậy chuyến đi của chúng ta sẽ càng đông càng vui hơn nữa. Và đi chơi thì dĩ nhiên ít khi nào đi một mình nè. Đi với người thân, đi với bạn bè thì tranh thủ kéo họ vào chơi luôn. Lập một team xây dựng tính đoàn kết để dễ dàng chiến thắng hơn. Không người này thắng thì chắc người kia cũng sẽ thắng đó nha. Mới thấy chú Tài và chúc chú sức khỏe nhé. Ồ, các bạn đang giao lưu với nhau trên comment của Confetti là dễ thương quá. Các bạn còn nhắn chữ hẹn hò nữa kìa. Hy vọng là không biết là có ai tìm được người yêu qua Confetti không ta. Và Confetti luôn mong muốn đem những điều tốt nhất đến cho mọi người. Cho nên có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là bất kỳ điều gì các bạn muốn nói với Confetti thì hãy comment phía dưới cho Gil và chương trình biết ha. Còn bây giờ sẽ là những lưu ý quen thuộc dành cho mọi người để mọi người có thể sẵn sàng tham gia cùng Confetti. Mọi người hãy nhấn vào nút chia sẻ bên góc trái màn hình để mời thật là nhiều bạn bè vào lập team cùng chơi với Confetti nè. Và chúng ta có hai cách để có vào cushion. Cách đầu tiên, nếu bạn mời một người bạn lần đầu tiên tham gia Confetti thông qua một trong hai ứng dụng là WhatsApp hoặc Facebook Messenger và người bạn đó phải trả lời ít nhất một câu hỏi thì cả hai người sẽ nhận được vào cushion. Và cách thứ hai, tham gia đầy đủ 5 chương trình Confetti liên tiếp để nhận được một vào cushion nha. Lưu ý, vào cushion sẽ không được áp dụng cho câu hỏi số 10.
Và Confetti sẽ chuyển thưởng qua tài khoản PayPal, cho nên các bạn hãy tạo cho mình một tài khoản để sẵn sàng nhận thưởng khi giành chiến thắng. Và cuối cùng cũng rất quan trọng, như Gil đã nói, hãy kiểm tra xem điện thoại mình có còn pin không mọi người ơi. Nếu mà chuyển sang mức đỏ 20% rồi là cắm sạc là vừa rồi đó. Nè, và kết nối wifi chưa, mạng có ổn định không, rồi đã cập nhật phiên bản mới nhất chưa, đã mời bạn bè, anh chị em, gia đình, chú bác, người yêu, rồi crush 1, crush 2 vào chưa. Phải tranh thủ thôi để ngày hôm nay chúng ta cùng chiến đấu với 10 câu hỏi chủ đề là điện ảnh ha. Chưa biết là mạng đang rất là lag, cho nên chương trình cũng sẽ chậm chậm, từ tốn để mọi người có thể ổn định về mạng hơn, kết nối tốt hơn. Nào, để xem comment của mọi người để Ghi có thể cập nhật được biết tình trạng của mọi người như thế nào nha. Ồ, có bạn dễ thương quá, love on, xong rồi hôm nay love mom, rồi love dad nữa, đáng yêu quá vậy. À, love Ghi đó, à, cảm ơn Ghi đó. Thank you, thank you. À, vì love Ghi cho nên Ghi tặng cho bạn một vé xem phim. Nhiều người hỏi làm bà bán vé thôi mà làm gì đeo cái súng làm thấy ghê quá vậy. Thực ra là để cho vui vậy thôi chứ đồ mũ mọi người ơi. Đó, chứ bán vé cầm nguyên sập vé vậy mà không có cái gì bảo vệ cho mình cũng không được đúng không? Ngày hôm nay Ghi đã chuẩn bị rất là nhiều vé phim để có thể đưa mọi người qua những bộ phim rất hay, rất kinh điển. Bởi vì chủ đề... À, nãy giờ để ngược hả? Đây, vé. Đó. Ngày hôm nay Ghi sẽ đưa mọi người qua những bộ phim rất là kinh điển. Cho nên mọi người ơi, nếu là fan của điện ảnh thì các bạn chắc chắn là sẽ là một lợi thế dành cho mọi người rồi. Còn nếu mà ai không ít xem phim thì ngay bây giờ các bạn có thể tranh thủ lúc này để có thể tìm hiểu, search về những cái phim điện ảnh kinh điển, nổi tiếng, những cái diễn viên nổi tiếng để chúng ta có thể có nhiều cơ hội chiến thắng hơn trong câu hỏi ngày hôm nay ha. Mọi người ơi, không biết là ở nơi mọi người ở đang có mưa to gió lớn không? Có bị ảnh hưởng mạng của mọi người không ạ? Hôm nay mọi người muốn Ghiu cho mọi người xem phim gì nè? Hồi nãy mọi người đã xem manh mối chưa? Đó, Ghiu nhắc lại manh mối để mọi người có thể tìm thêm những thông tin cần thiết. Vừa là phóng viên mà vừa có siêu năng lực. Pew! Đó, thì là phim gì? Rồi diễn viên gì? Chết rồi, mình nhắc vậy rồi. Nhắc rồi, nhắc nhiều quá rồi. Vẫn là những trái tim và những hình like và những gương mặt phẫn nộ. Chơi game mà sao phẫn nộ quá vậy? Và những cái comment rất là đáng yêu. Ghiu có Ghiu nghĩ là hình như là mọi người mạng hiện tại ngày hôm nay cũng tốt, sẽ đỡ hơn những ngày hôm trước đúng không nào? Và cô Ghiu cũng muốn nhắc lại một lần nữa cho những bạn mới vào. Các bạn ơi, giải thưởng lớn của chúng ta 50.000 đô vào ngày 2 tháng 9, mọi người nhớ không? Hả? Ticket. Money. Ticket. Money. Money. No money, no ticket. Ticket của anh à? Của anh, ok. Thôi cho nở nha. Bởi đeo súng người ta cũng không sợ nữa, bán chùa kiểu này sao sống. Vô. Không lẽ giờ mình bỏ chương trình mình đi cướp lại vé? Tôi nhớ mặt rồi, được lắm, được lắm. Cái súng thật là vô dụng chứ. Đeo chơi vậy thôi chứ không ai sợ á. Rồi sao, mất hết vé rồi. Thôi, mình mất vé thì mình sẽ đưa các bạn qua những bộ phim bằng những câu hỏi, được không nào? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1. Nào, sẵn sàng chưa mọi người ơi? Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của chương trình. Kinh đô điện ảnh Hollywood nằm ở tiểu bang nào của nước Mỹ? Nevada, California hay là New York? Câu hỏi mở màn về chủ đề điện ảnh của chúng ta vô cùng là đơn giản luôn đúng không nào? Ba đáp án của chương trình đó là ba tiểu bang của nước Mỹ. Và nơi được mệnh danh là kinh đô điện ảnh Hollywood nằm ở phía tây bắc của thành phố Los Angeles thuộc bang California. Và đáp án đó chính là California. Đây chính là nơi ra đời nhiều bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Mỹ. Ngày nay thì những ngành phục vụ cho công nghiệp điện ảnh của nước này cũng đã được mở rộng ra những vùng lân cận. Nhưng mà ngành quan trọng như là biên tập, kỹ xảo, ánh sáng các thứ thì vẫn được duy trì tại Hollywood. Và đây cũng là nơi thu hút rất là nhiều khách du lịch ghé tham quan. Chúc mừng cho 40.753 bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay nha. Chúc mừng mọi người. Chúng ta tiến thẳng câu số 2 luôn nào. Câu số 2. Tạo hình nhân vật Aladdin trong phim Aladdin và Cây Đèn Thần vào năm 1992 lấy cảm hứng từ diễn viên nào? Tom Hanks, Michael Fox hay là Tom Cruise? Mọi người ơi, câu hỏi của chúng ta liên quan đến một nhân vật rất là quen thuộc đúng không nào? Và đây, thần đèn ơi, hãy cho con một điều ước là tất cả mọi người hãy trả lời đúng đi.
đồ giỡn mọi người ơi, đồ mũ cũng vẫn là đồ mũ, cho nên thôi nhưng mà Gil hy vọng là điều ước của Gil sẽ thành sự thật nha. Và câu hỏi chúng ta về Aladdin của Walt Disney vào năm 1992. Thực tế thì nhân vật Aladdin được lấy cảm hứng từ một diễn viên vô cùng nổi tiếng, đó chính là Tom Cruise. Và các nhà làm phim hoạt hình Disney đã tìm cảm hứng từ một người đàn ông có tiêu chuẩn hàng đầu để xứng đáng với tình yêu của công chúa Jasmine, và Tom Cruise là sự lựa chọn phù hợp nhất. Sau đó nhờ các họa sĩ phác họa, nghiên cứu và phát triển thêm cho nhân vật mà chúng ta đã có Aladdin lấy cảm hứng từ Cruise đã ra đời. Và thần đèn chính là người bạn rất thân thiết giúp đỡ cho Aladdin rất nhiều khi gặp khó khăn. À, kêu chúc mừng cho 15.759 bạn đã trả lời đúng, và chúng ta có 14.131 bạn vẫn còn ở lại với chặng đua. Mới câu số 2 mà phải thông báo điều này thực sự là đau lòng quá đi. Nhưng mà đúng rồi, chương trình của chúng ta đã mất vui. Chị mới câu thứ 2 rồi. Gil biết. Đó, tiếng lòng Gil vỡ tan, mọi người nghe rõ không? Đó, khóc lóc sùm. Tiếc quá, chị mới câu số 2 mà đã bị mất vui rồi. Thôi không sao hết. Các bạn ơi, những người còn ở lại chặng đua, tập trung lên nha. Cố gắng giữ tinh thần để chúng ta qua câu số 3 nào. Phim điện ảnh về siêu anh hùng nào sau đây có sự tham gia của diễn viên Tobey Maguire? Người dơi, người nhện hay người kiến? Bạn nào là fan của phim siêu anh hùng đâu nào? Giơ tay lên! Câu hỏi của chúng ta liên quan đến diễn viên nổi tiếng Tobey Maguire đã xuất hiện trong bộ phim siêu anh hùng rất quen thuộc. Theo các bạn, đó là người dơi, người nhện hay người kiến? Và đáp án đó chính là... Chính rồi, người nhện! Tobey Maguire vào vai chính trong phần 1, 2 và 3 của bộ phim ăn khách Spider-Man. Bộ phim này đã giúp cho tên tuổi của anh tỏa sáng khắp toàn cầu luôn và đưa anh vào danh sách các ngôi sao được trả thù lao cao nhất Hollywood. Tác phẩm được xem là một trong những phim siêu anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúc mừng cho 25.628 bạn đã trả lời đúng, và chúng ta còn 11.469 bạn vẫn tiếp tục với chặng đua. Và câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi chứa manh mối của chương trình. Chắc chắn là quá đơn giản đúng không nào? Nào, chúng ta hãy cùng đến với câu số 4 nha. Trong bộ phim Argo vào năm 2012, việc giải cứu 6 con tin người Mỹ diễn ra tại quốc gia nào? Iran, Afghanistan và Iraq. Và Argo là một trong những bộ phim Mỹ sản xuất năm 2012 do Ben Affleck làm đạo diễn, kiêm luôn diễn viên chính. Và tại giải Oscar năm 2013, phim đã nhận được 7 đề cử và 3 giải, đó chính là giải cho phim hay nhất, giải Oscar cho biên tập và giải Oscar cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Phim kể về sự kiện năm 1979, Đại sứ quán Mỹ tại Tehran bị quân Iran chiếm giữ và một số công dân Mỹ bị bắt làm con tin. Như vậy, đáp án chính xác đó chính là Iran. 6 người trong số họ đã cố gắng thoát chạy ra ngoài và chạy đến Đại sứ quán của Canada và Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA sau đó nhận được lệnh phải giải thoát những công dân này. Đây là một bộ phim cực kỳ gay cấn và cam go luôn, các bạn hãy tìm xem thử ha. Và chúc mừng cho 16.608 bạn đã trả lời đúng. Chúng ta còn lại 6.977 bạn vẫn tiếp tục với chặng đua. Tuyệt vời. Bây giờ sẽ là câu số 5. Và câu hỏi số 5 của chúng ta cũng liên quan đến một bộ phim rất là quen thuộc thôi. Gil sẽ bật mí thông qua đoạn video sau đây nha. Cùng xem nào. Súng của người ta có uy quyền như vậy, ai như cái súng của Gil. Người ta cướp vé mà đưa súng còn không sợ mà. Ok, câu hỏi số 5 của chúng ta liên quan đến một bộ phim. Ngôi đền nào sau đây xuất hiện trong bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ năm 2001? Takeo, Basta Esere hay là Taprom? Bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ phần 1 năm 2001 dựa trên một loạt trò chơi điện tử ăn khách. Nội dung xoay quanh cuộc phiêu lưu của một cô gái mạnh mẽ có tên là Lara Croft do Angelina Jolie thủ vai. Cô có niềm đam mê phiêu lưu và thích tìm kiếm cổ vật từ những ngôi đền hay thành phố đổ nát trên khắp thế giới. Và trong bộ phim này có những cảnh quay hoành tráng ở Campuchia nè, ở Siberia, và nổi bật là ngôi đền Taprom. Đáp án đó chính là Taprom.
Đây là một ngôi đền Phật giáo dành riêng cho người mẹ của vua Jayavarman thứ 7. Sau sự sụp đổ của đế chế Khmer trong thế kỷ 15, đền đã bị bỏ hoang và rơi vào quên lãng. Những thân cây mọc trên khắp các bức tường tạo nên vẻ đẹp huyền bí đã thu hút du khách trên toàn thế giới. Và Gil cũng rất may mắn khi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi đền ấy. Cực kỳ đẹp mọi người ơi. Và chúc mừng cho 18.858 bạn đã trả lời đúng. Chúng ta còn lại 5.470 bạn vẫn tiếp tục cực đua. Như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi nửa chặng đường rồi. Chỉ còn 5 câu hỏi nữa thôi mọi người ơi, bình tĩnh nha. Cố lên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 6 nè. Câu hỏi số 6 của chúng ta: Julia Andrews đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ mấy? 35, 36, 37. Đã là diễn viên thì việc nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc chính là một niềm vui và một điều khích lệ rất to lớn trong sự nghiệp mọi người à. Nhất là tại giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar nữa. Và nữ diễn viên Julia Andrews là đã đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Mary Poppins tại lễ trao giải Oscar lần thứ 37 năm 1965. Và đáp án đó chính là 37 nha. Tác phẩm này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn V.L. Travers. Cô bảo mẫu Mary Poppins dưới sự thể hiện của minh tinh Julia Andrews có khả năng hòa trộn giữa thế giới thực và thế giới ảo, đã trở thành người bạn thân thiết của bao đứa trẻ qua nhiều thế hệ. Và ghi chúc mừng cho 5.007 bạn đã trả lời đúng và chúng ta còn lại 1.142 bạn vẫn tiếp tục với chặng đua. Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi số 7. Đạo diễn nào sau đây có bộ phim chiếu mở màn trong liên hoan phim Cannes năm 2019? Lorenzo Mattotti, Jim Jarmusch, Albert Serra. Làm nên những tác phẩm hay và đưa tác phẩm của mình đến với liên hoan phim nổi tiếng của thế giới như là Cannes là điều mà bất kỳ người đạo diễn nào cũng mong muốn. Liên hoan phim Cannes năm 2019 mở màn bằng buổi công chiếu bộ phim kinh dị hài The Dead Don't Die của đạo diễn Mỹ Jim Jarmusch, và đáp án chính là Jim Jarmusch. Và bộ phim The Special do Oliver và Eric làm đạo diễn sẽ khép lại liên hoan phim lần này. Và trong liên hoan phim năm nay cũng có hai phim của điện ảnh Việt Nam được giới thiệu, đó chính là Hãy Tỉnh Thức và Sẵn Sàng và Trống Đợi nữa. Chúc mừng nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chúc mừng cho 11.578 bạn đã trả lời đúng câu hỏi số 7 và còn 1.325 bạn vẫn tiếp tục với chặng đua. Các bạn đã sẵn sàng bước sang câu hỏi số 8 chưa? Ây da, đến câu hỏi số 8 rồi mà vẫn thấy các bạn than là lắc quá. Câu hỏi số 8 nha. Nhà văn Stephen King đã làm đạo diễn bộ phim nào sau đây? Cast Eyes, Stand By Me, Maximum Overdrive. Nhà văn Stephen King là một nhân vật kinh điển nổi tiếng với các tác phẩm kinh dị nổi bật nhất. Đó chính là tác phẩm It được chuyển thể thành phim sắp được ra mắt ở phần 2. Ông còn thử sức ở vai trò đạo diễn phim. Và trong ba đáp án của chương trình thì bộ phim Cat Eyes là của đạo diễn Lewis, được làm từ tác phẩm của nhà văn Stephen King. Phim Stand By Me năm 1986 là của đạo diễn Rob Reiner do Stephen King viết kịch bản. Và đáp án chính xác cho câu hỏi này là Maximum Overdrive. Chỉ có bộ phim này là được chính nhà văn Stephen King vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn luôn. Và bộ phim kể về một nhóm người cố gắng sống sót khi mà máy móc bắt đầu trở nên sống động và giết người. Chúc mừng cho 6.840 bạn đã trả lời đúng và chúng ta còn lại 474 bạn tiếp tục bước sang câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 của chúng ta: đâu là bộ phim Come của đạo diễn Alfred Hitchcock, Sabotage, The Ring và Stay Fright? Đạo diễn Alfred là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như là một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Và tên tuổi của ông gắn liền với thể loại phim toát mồ hôi lạnh. Trong đó có rất nhiều bộ phim đã trở thành kinh điển. Không những vậy, ông còn là đạo diễn của một số phim câm nổi tiếng. Và ba đáp án của chương trình đều là ba bộ phim do ông đạo diễn. Nhưng trong đó chỉ có một bộ phim câm mà thôi, đó chính là The Ring. Bộ phim câm này được sản xuất vào năm 1927 dựa trên một câu chuyện kể về hai chàng võ sĩ tranh giành tình yêu của một người phụ nữ. Ngoài ra, một số bộ phim kinh điển khác của ông như là Murder, Blackmail, The Man Who Knew Too Much, Psycho. Và chúc mừng cho 9.526 bạn đã trả lời đúng. Ai sẽ là người tiếp tục ở câu hỏi số 10 đây? Chúng ta còn 338 bạn. Cố gắng lên nhé. Chinh phục giải thưởng nào. Chinh phục giải thưởng nào. Chỉ còn một câu hỏi nữa thôi. Tập trung nào. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi số 10.
and gentlemen, bây giờ là câu hỏi số 10 của chương trình. Ai sẽ là chủ nhân chinh phục giải thưởng ngày hôm nay đây? Tập trung nha. Đâu là bộ phim có 11 đề cử giải Oscar nhưng không chiến thắng ở hạng mục nào? The Turning Point, Ben-Hur hay là All About Eve? Thường thì một bộ phim hay sẽ nhận được rất nhiều đề cử ở nhiều hạng mục của giải Oscar. Tuy nhiên, cũng có những bộ phim nhận được nhiều đề cử nhưng không chiến thắng ở hạng mục nào hết. Và All About Eve, năm 1950 là phim nhận được 14 đề cử và chiến thắng 6 đề cử. Phim Ben-Hur là có tới 11 đề cử giải Oscar và là phim đầu tiên đạt được luôn 11 giải Oscar trong lịch sử điện ảnh thế giới luôn. Chỉ có duy nhất bộ phim The Turning Point cũng chỉ nhận được tới 11 đề cử nhưng lại không chiến thắng ở hạng mục nào cả. Rất là tiếc đúng không nào? Vậy mới thấy không phải là đề cử nhiều là sẽ chiến thắng đâu, là sẽ có thể thắng giải được về nữa. Chính vì thế các bộ phim ngày nay càng phải châu chuốt về nội dung, kỹ thuật quay thì mới có thể chinh phục được giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar. Wow, chúng ta cũng đã có kết quả của ngày hôm nay rồi. Mọi người ơi, sẵn sàng chưa? Và chúng ta đã tìm được chủ nhân của giải thưởng 23 đô.81. Đó chính là 252 bạn đã chiến thắng. Xin chúc mừng. Hôm nay tất cả các bạn có chiêu mới nữa hả chương trình? Súng còn tiền thì mình còn bắn thôi. Đã. Rồi, ok. Hôm nay súng rất là phản bội ghiêu tất cả những cây súng. Ok, thôi các bạn thắng là ghiêu vui rồi. Các bạn nhớ nha, nhanh chóng liên kết tài khoản của mọi người để chúng tôi có thể chuyển thưởng cho các bạn. Và đừng quên quay trở lại vào ngày mai, Chủ nhật, để cùng giành lấy giải thưởng $7,000 tương ứng với 162 triệu đồng. Một lời nhắc nhủ quen thuộc thôi, hãy lên trang Facebook của Confetti Việt Nam để tìm manh mối cho ngày mai, rất là quan trọng nha mọi người. Và đừng quên đó, chơi Confetti vui cùng Kiều Lê, nhận thưởng say mê. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Bạn nào mà mê phim ngày hôm nay thì hãy tìm những cái phim đó xem đi nhé. Thank you.